Nghe câu giả dối, câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em rất đôi ba lời. Thôi thôi em ơi đừng ai nữa bay. Giờ đây giờ thì còn lại ai. Hello, xin chào cô chú chị, các bạn, welcome back to my channel ha. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2023 ở tại thành phố Houston của tây bang Texas. Xinh đẹp. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau thời sự một cái chủ đề mà các cô chú anh chị hằng nhớ mong trông đợi. Không phải đâu, không phải nói về siêu xe đó đâu. Đón sai rồi. Đó là về chiến sự Ukraine hôm nay bước qua ngày thứ 407 rồi. Kể như là gì vậy? Các cô chú anh chị ủng hộ mình thì mình cũng ủng hộ lại các cô chú anh chị quý vị. Rồi, chúng ta cũng phải đa dạng quá chủ đề một chút. Sắp tới đây mình gặp mình sẽ thời sự về cái câu chuyện của ông Tổng thống Trump. Dĩ nhiên là mình sẽ tiếp tục nói về cái câu chuyện mà siêu xe WinFest đó. Tại vì cái đám fan cuồng tụi nó nổ dữ lắm, nó nổ mà banh hết. Mà nổ là một trong những điều mà làm chúng ta ghét nhất cái trên đời này. Chúng ta rất là yêu xe WinFest, nhưng mà cái đám đó nó cứ nổ hoài, nó làm cho chúng ta ngứa cái lỗ tai. Chúng ta phải lên tiếng đồng chữ tụi nó. Nhưng mà đó là chuyện có những video khác. Bây giờ trong video này chúng ta sẽ cùng nhau thời sự gì? Chiến sự Ukraine. Thì cô chú anh chị cũng biết rồi đó, hôm nay vợ chồng anh Zelensky đã công du qua bên Ba Lan. Đấy, đây cô chú anh chị nè ha. Đây là cái buổi mà gọi là tham quan anh Zelensky cùng với tổng thống Ba Lan đã tham quan cái dàn vũ khí mà Ba Lan sẽ chuyển nhượng viện trợ cho bên phía Ukraine này. Ba Lan thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó, là một đồng minh rất là thân cận của khối NATO, cũng là một đồng minh rất thân cận của Ukraine. Đó là một nước mà chứa chấp nhiều người tị nạn Ukraine nhất, cũng là cái cầu nối giữa phương Tây với Ukraine, cũng là được tiếp diện cho Ukraine nhiều nhất. Và dĩ nhiên Ba Lan cũng giáp biên giới với Ukraine luôn. Dự cho mấy chiếc xe này sẽ chiến đấu bộ binh thôi. Tiếp tục câu chú anh chị quý vị, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhé. Và hiện giờ tình hình á, đây là dựa vào báo Reuters, cô chú anh chị quý vị, là Ukraine đã huấn luyện, đã chuẩn bị hơn 40.000 quân để mà chuẩn bị cho đợt phản công, để mà chiếm lấy, để mà gọi là chia cắt lực lượng của Nga ở phía Nam ra. 40.000 quân chuẩn bị phản công nha, cô chú anh chị quý vị. 40.000 quân là nhiều dữ lắm luôn á, tương đương với là mấy chục cái lữ đoàn luôn á. Thì dĩ nhiên là gì, nếu mà các cô chú anh chị quý vị mà xem các truyền thông mà về thằng Nga hay truyền thông nào mà fan cuồng á, fan cuồng có cái hãng siêu xe á, trước tiên là gì, các cô chú anh chị sẽ được nghe những thông tin như là trời, vũ khí Nga đó nghe, làm vũ khí Nga siêu mạnh, làm quân Ukraine tan tác, hay là gì nè, Zelensky ám chỉ là Ukraine chuẩn bị rút quân chỗ này, rút quân chỗ kia. Nói chung là hầu như quý vị sẽ không bao giờ mà nghe được bất cứ cái thông tin nào mà Nga nó bị sa lầy, hay là Ukraine phản công, hay là Ukraine nhận được thêm vũ khí, hay là cuộc chiến nó còn kéo dài thêm qua tới năm sau hết, không bao giờ có hết. Tại vì bản thân đó, mấy cái truyền thông bẩn vớ vẩn đó, nó làm sao mà dám nói động tới con Nga của ông cô nội nó được. Con Nga là ông cô nội nó, làm sao nó dám nói. Cô chú anh chị nghĩ không? Để mình giờ lấy cái bản đồ cho các cô chú anh chị xem nha. Ukraine map để coi lựa bản đồ chiến sự hiện giờ coi. Ukraine war. Cái bản đồ để mình giải thích cho cô chú anh chị xem cái đợt phản công nó sẽ diễn ra như thế nào nha. Đây nè. Đây, cái bản đồ đã mất tiêu rồi, thiệt tình đó nghe. Phải thêm chữ map vừa nữa, cô chú anh chị Google nó nha. Đây. Nè, dựa vào cái bản đồ này nè. Đây nè, cái bản đồ này đi. Nè, thì cái bản đồ này nè, cô chú anh chị quý vị thấy không? Thiệt tình nó bị chói, em sorry quý vị. Thiệt tình nó bị chói. Thì cái kế hoạch của Ukraine là họ định đánh xuống đây nè. Đánh xuống đây, cô chú anh chị quý vị cũng thấy rồi đó, đánh xuống đây nè. Tụi của Nga là nó gì nè, nó chiếm từ ở bên phía vùng là Donbass tới Crimea đúng không? Tại vì nó xem đây là vùng đất của cô nội tụi nó để lại cho nó. Vì dĩ nhiên nó bị xa lại nó đâu có rút được. Mà nó thắng cũng không được nữa. Mà nó cũng không có cách nào để mà buộc Ukraine phải đàm phán với nó đó. Thành ra cuộc chiến nó mới kéo dài qua tới hôm nay là ngày thứ 407 luôn rồi.
Không, nó đánh hay quá trời đánh hay đi, Nga nó đánh hay mà dữ lắm luôn á. Nó đánh hay riết mà coi như bây giờ nó hết bi đường nó gỡ luôn à. Thành ra cái kế hoạch phản công hiện giờ của Ukraine á, và sắp tới đây nè, không? Là Ukraine á, là định đánh xuống đây nè, đánh thẳng xuống đây luôn. Không? Thì cô chú anh chị cũng thấy rồi đó. Đánh thẳng xuống, xuống đây luôn, trước tiên là gì? Dĩ nhiên là phải tách cái lực lượng của Nga ra trên đây, nó không thể viện trợ xuống đây được. Ở dưới đây nó cũng không có thể tiếp viện trên đây được, là thấy bà nó luôn rồi. Đó, cái cuộc chiến này nó còn kéo dài lắm. Dĩ nhiên là gì, các fan cuồng của Nga lúc nào cũng mở miệng ra, trời vũ khí Nga là siêu mạnh, hay lực lượng này của Nga siêu mạnh, hay là quân Nga sẽ coi như là quân Ukraine thua tan tác, hay là quân Nga, nói chung là nó khen Nga nức nở, giống như là nó khen, nó tung hô cái hãng siêu xe mà qua bên Mỹ hơn 3 tháng mà giao được 45 xe vậy đó quý vị. Nhưng mà sự thật thế nào, sự thật thế nào? Quân đội của Nga được mệnh danh là quân đội lớn mạnh thứ hai thế giới, xâm lược một cái nước Ukraine. Ngân sách quốc phòng của Ukraine trước chiến tranh chỉ còn tỷ mấy đô thôi, mà đánh bữa nay tới ngày thứ 407 rồi. Mà nó không làm gì bị được hết. Bây giờ Nga nó tuyên bố vùng đất này là cũng có nội nó đúng rồi, nhưng mà nó có làm gì được đâu, thắng nó cũng không thắng được, mà rút quân nó cũng không rút quân được, mà buộc Ukraine nhượng quyền hay ký qua văn bản hòa bình cũng không được. Nói chung đó, hai bên phải đánh nhau hoài, bây giờ chỉ có một bên được thắng thôi, chứ không có thể nào mà đàm phán gì ở đây hết á. Vậy làm sao mà Nga nó thắng gì ở đây? Trong khi đó ai cũng thừa biết là gì, cái tham vọng của nghe tụi của Nga là gì, nó muốn lật đổ chính quyền Ukraine, nó muốn biến Ukraine thành thuộc địa của nó. Chẳng qua nó xạo xạo cô đánh tới đây xịt khói bị Ukraine phản công lại chiếm lại mớ nữa. Ở đó có Nga mà cái đám này, có Nga này, lựu đạn có Nga này nè. Quay trở lại cái câu chuyện cô chú anh chị quý vị ha. Thì á, rồi đây thì Ukraine ta chuẩn bị 40.000 quân để mà đấu với tụi Nga ha. Đây đây là cái hình ảnh nè, đây hai anh đẹp trai này, đây cô chú anh chị quý vị, hai anh đẹp trai này á, cái người dĩ nhiên anh Zelensky, còn người mà cao to vạm vỡ kia mà mặc đồ vest là tổng thống của Ba Lan. Hôm nay vợ chồng ông Zelensky có chiến công vô qua Ba Lan cô chú anh chị quý vị ha. Và coi như là rất là coi như là niềm nở luôn. Trời ơi, hôm nay là coi như là Ukraine tiêu diệt thêm mớ gấu Nga nữa. Này, gì đây? Đây. Đây nè. Trời. Nè coi nè cô chú anh chị quý vị. Lúc mà xe tăng của Đức viện trợ Leopard 2 mà coi như viện trợ cho Ukraine ta băng khai quả nè. Trời, bùm nè nha. Trời ơi, đó nghe. Tụi Nga đó nghe, dĩ nhiên là vì các truyền thông thân Nga, cô chú anh chị quý vị, nó sẽ nói là trời, vũ khí tên lửa chống tăng của Nga này kia siêu việt, nói chung liên quan tới Nga là tụi nó đều siêu việt, siêu cấp, siêu mạnh, siêu 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 hết. Mà tưởng gì nó đánh hay quá, nó đánh càng ngày nó càng bị xa lại và nó tổn thất đó nghe. Không biết bao nhiêu trăm ngàn người, quân Nga chết và bị thương. À, nó đánh, tụi Nga nó đánh hay dữ lắm luôn á. Nó đánh hay dữ lắm luôn á. Đây nè, đây là cái loại xe mà thiết giáp chiến đấu bộ binh mà giờ Ba Lan viện trợ cho Ukraine nè, cô chú anh chị quý vị. À, đứng coi. Gì đây? Trời ơi, nhìn thấy vũ khí phương Tây không cô chú anh chị quý vị, thấy vũ khí phương Tây không? Ta nhìn cái nó oai phong lẫm liệt, còn cái chiếc BMP của gấu Nga nhìn nó giống như là trong bảo tàng mà nó đem ra vậy, đúng là nó nghe. Trời ơi, cái tổng thống Ukraine người ta cái nè. Thôi cái tổng thống Ukraine ta qua bên Ba Lan thì dân Ba Lan nó chào đón như là ngôi sao với cô chú anh chị quý vị. Còn Putin nó nghe, Putin mà trời ơi, ơi. Putin sẽ không bao giờ mà bén mảng được qua các quốc gia phương Tây nữa hết, hay là các quốc gia nào mà bên thế giới mà phương Tây hết á. Putin chỉ có thể qua những cái nước nào mà coi như là cùng cùng phe, cùng đồng lõa với tụi Nga thôi. Đấy, thông tin mới đây, Ba Lan sẽ cho Ukraine thêm 8 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29. À, trước đó là gì nè, trước đó là Cộng hòa Séc nha. Rồi Cộng hòa Séc cũng tăng viện trợ nó, trời ơi đó nghe. Nè. Đây. Trời ơi đó nghe, đây nè. Coi ông tổng thống Ba Lan trao cái phần quà. Cái quy chương mà quy chương gì đến quy chương gọi là, nó gọi là gì nè,
Order of the White Eagle, tức là gì đây? Cái huy chương mà con diều hâu trắng là sao ta? Là cái giải thưởng danh dự lớn cao quý nhất của Ba Lan mà dành cho một cái người khác. Đây nè, trời, coi hai vợ chồng anh Tổng thống Zelensky qua bên Ba Lan được đệ nhất và phu nhân và Tổng thống Ba Lan tiếp đón nè. Trời, tay bắt mặt mừng kìa. Trời, ông Putin mà thấy mấy cái hình ảnh này đó nghe, anh thèm mà coi như nước miếng nhiễu bịch 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 luôn mà không có biết đường mà hứng luôn á. À, Putin làm sao mà được tiếp đón cái kiểu này? Putin mà lú, Putin mà bây giờ mà lú qua mấy nước phương Tây mà cỡ như Ba Lan á, bị bắt liền. Bị bắt liền. Không, cái này mình nói thiệt cô chú anh chị quý vị biết tại sao bị bắt không? Tại vì anh Putin anh đang bị tòa án quốc tế truy nã. Thành ra chỉ những cái nước nào mà nó thân Nga nó mới không bắt ảnh thôi, chứ nếu không là gặp mấy cái nước mà như Ba Lan với là bên phía NATO rồi là nó hốt anh liền à. Putin không có dám tới đây. Trời coi nè, trời ơi, coi nè. Anh Zelensky với Tổng thống Ba Lan, trời ơi, hai người đàn ông vừa đi mà vừa tâm sự chuyện đời tôi. Quá dữ, đúng là Putin đó nghe. Rồi nè, gì đây? Tiếp tục coi. Ấy trời ơi. Rồi Cộng hòa Séc diễn trợ thêm máy bay chiến đấu MiG-29 nè. Trời, nhiêu đây đủ chơi tôi Nga rồi, đặc biệt tôi Nga bây giờ nó xuống tới gì nè. Hình như là T-55 luôn rồi. Trời, cái nhìn nó nghe, cố nghe, nó nghe. Mất cười tôi nghe quá. Để tiếp tục ha, coi cô chú anh chị quý vị. Để không, để mình lựa những về loại vũ khí khác coi. Cái này nè, đây là có một hình ảnh mà một anh lính bị thương, cô chú anh chị quý vị. Một anh lính Ukraine bị thương. Hai bên đang bắn nhau kịch liệt hết. Trời lạnh á. Rồi tiếp tục coi, tiếp tục. Đây, trời ơi. Đây, tiếp tục ta, tiếp tục cô chú anh chị quý vị. À, gì đây? Coi hình ảnh nè. Trời ơi, cô chú anh chị quý vị coi nè. Khoan khoan. Nên mở cái lo lên cho cô chú anh chị xem. Đây. Rồi sao không có tiếng ta? Nhớ mở lo rồi mà. Ồ. Đây nè, cô chú anh chị nghe nè. Bùm nè, bùm. Trời, cameraman với lực lượng này là coi như vậy thì xém bị ăn trái quả mì. Cô chú anh chị ha, xét luôn đó. Cách nhau chừng vài chục mét à. Tiếp tục, coi trời ơi, con số đẹp. Cô chú anh chị quý vị làm cái thumbnail này là lý tưởng luôn. Đây. Cái như là gì? Nga nó đã bị thiệt hại tính tới thời điểm bây giờ đó Nga là 176.244 lính Nga đã coi như đã ra đi vĩnh viễn ở bên Ukraine, không bao giờ có ngày trở về nước Nga hết. Và cỡ 300.000 lính Nga bị thương. Và tới bây giờ là thấy thêm đang có một đợt tiến quân bên Nga nữa. Và ghi bữa nay, gốc Nga đã thiệt hại 550 thằng. Hai chiếc xe tăng Nga bị bắn hạ, 6 chiếc xe thiết giáp bị bắn hạ. Và hơn 10 cái hệ thống mà pháo binh bị tiêu diệt. Đó, cô chú anh chị nếu mà để ý á, tính tới hết năm 2022 vừa rồi, tức là cỡ tháng 12 á, thì gấu Nga nó bị thiệt hại, nó Nga là cỡ 100.000 lính Nga tử trận vào cuối tháng 12. Nhưng bây giờ qua tới đầu tháng 4, tức là chỉ trong vòng 4 tháng thôi, gấu Nga nó bị thiệt hại thêm 76.000 quân đó. Nghe không? Nghe đó. Tức là nói cách khác có nghĩa là gì? Tốc độ của lính Nga tự trận bên Ukraine nó tăng lên gấp bội phần này, tốc độ á, không? Mà cái này tính ra nó cũng rất là dễ hiểu, không gì khó giải thích đó. Cô chú anh chị quý vị nghĩ xem, càng đánh lâu chừng nào, giống như là đó giờ xưa nay mình nói, càng đánh lâu chừng nào á, Ukraine người ta nhận được thêm rất là nhiều vũ khí, không?
càng ngày càng có nhiều viện trợ, càng ngày càng có nhiều vũ khí, trong khi đó tụi Nga nó càng bị xa lầy lâu chừng nào á thì vũ khí nó phải cạn kiệt chừng đó, nó đâu thể sản xuất kịp, chưa kể là gì nó bị cấm vận nữa, không nó phải xài đồ cũ nhiều chừng đó. Mà vũ khí của Liên Xô không á, đồ mới á, chưa chắc đã chất lượng. Đồ vũ khí Nga hiện giờ sản xuất á, chưa chắc đã chất lượng, nó dĩ nhiên nó chưa đâu có chất lượng đâu. Xe tăng MT T80, T90 của Nga mà gặp tên lửa Mỹ là banh hết, banh hết. Hay gặp HIMARS của Mỹ là banh hết. Mà nó phải dùng tới đồ của Liên Xô, đúng không? Thì hiệu quả cỡ nào thì cô chú anh chị nghĩ xem, cộng bao nhiêu yếu tố đó thôi. Rồi chưa kể nè, cái đám mà tân binh lựu đạn của Nga mà nó gọi là gì nè, lính tổng động viên một phần đó, được huấn luyện xong đâu có tuần lễ là đầu đẩy ra chiến trường, là coi như là từ cho tụi nó làm bia tập bắn á, không? Thì cộng bao nhiêu yếu tố đó lại thì chúng ta thấy không, cái con số này nó rất là dễ hiểu luôn á, và hoàn toàn hợp lý, không có gì mà gọi là quá đáng ở đây. Với cái chất lượng của lính Nga cũng như là chất lượng của vũ khí của Nga với Liên Xô để lại cho nó là họ, với cái chiến thuật mà bá đạo của tôi, Nga lúc nào hành quân cũng kéo một đóng quân đó, cái chiến thuật, cái học thuyết quân sự mà từ thời 1900 hồi đó chúng ta thấy rất là dễ hiểu luôn á. Nhưng mà vậy là số đẹp quý vị, số đẹp tốt nhất là lên 300-400 ngàn quân cho tụi nó thấy bà nó luôn. À, tốt nhất là cho tụi Nga mà coi như là lên cả triệu quân, tụi nó thiệt mạng bên Ukraine luôn. Trời ơi, lúc đó đó nghe, trời ơi đó nghe cô chú chị quý vị. Rồi cái Tết vào năm sau đó nghe quý vị, phải nên mua 300-400 đô tiền pháo bông bắn, bắn pháo bông cho nó đã. À, bắn pháo bông. À, ăn mừng quý vị, ăn mừng á, tụi Nga nó bị thiệt hại như nặng, ăn mừng á, kệ bà nó, cho bỏ tật nó là phát xít. Ok. À, cái gì đây? Yeah. Đây ha. Đây. Còn dĩ nhiên anh đẹp trai này thì cô chú anh chị con không có lạ gì anh ấy lắm. Anh ấy mai mốt cũng bị điều tra nữa bây giờ, tại cô chú anh chị cũng nhớ cái câu chuyện mà anh Bill Clinton này không? Vào là thời mà anh Bill Clinton còn đương nhiệm á, thì anh cũng có một cái vụ mà bê bối tình dục với bà mà Monica Lewinsky, trợ lý Nhà Trắng của ổng đó. À, nhưng mà khả năng cao là anh ấy không bị điều tra đâu. Tại vì thứ nhất á, để cho mình đi ngoài lề một chút. Thứ nhất là như mình đã nói rất là nhiều lần rồi đó, ăn dụng không phải là cái tội, và ông Tổng thống Trump ông cũng không phải bị bồi thẩm đoàn khởi tố vì cái tội ăn dụng đó. Nó khởi tố ông là vì cái cách mà ông kê khai cái số tiền đó vào chi tiêu của công ty, của tập đoàn của ông Trump, đúng không? Còn nếu trong trường hợp của anh Bill Clinton này nè, dĩ nhiên nó có thể điều tra hẳn. Mà nếu anh ăn dụng thôi, và sau đó anh dùng tiền túi của anh chi tiêu để bà kia, bà đừng có khai ra hay gì đó, hay là bà coi như đừng có phá ông, đừng có phá ông nữa, không có vấn đề gì hết. Ok. Cái đó hai bên tự nguyện, không có vấn đề gì hết. Nào, anh ra về một khía cạnh khác, mặc dù là coi như là anh Bill Clinton này là coi như là gì nè, là một cái người mà khá là không có phải là người đàn ông đứng đắn gì đây hết đó, nhưng mà căn bản là theo luật pháp Mỹ là anh ấy chỉ ăn dụng thôi. À, tiếp tục, có gì tiếp tục thôi, cái gì đây? Đây đi kiếm coi, trời ơi nha, đi tiếp những cái thước phim nào mà ok nè. Gì đây? Đây nè. Rồi, cái gì đây? Hồi nãy này xe gì nó nổ mìn hả? Nói chung là xe có ai quay ở bên phía ở. Ồ mà chói mắt quá quý vị, làm sao vậy? Đây nè, cô chú anh chị thấy không? Này ở vùng Crimea nè cô chú anh chị quý vị. Ở vùng Crimea tụi Nga nó lắp đặt mấy cái trước ngại vật này để mà ngăn chặn mấy cái xe thiết giáp, xe tăng, rồi trong trường hợp mà bên phía Ukraine mà đánh tới nè. Nay nó gọi là cái chiến hào đó. À, một bên là chiến hào, còn bên trước ngày vật. À, cái idea đây là gì? Trước đây cuộc chiến này nó còn kéo dài lắm. Dĩ nhiên bây giờ nó thấy là chuyện mà do Ukraine mà chiếm lại cái gì nè, Ukraine mà chiếm lại vùng Crimea dưới đây nè. Đây nè. Dĩ nhiên bây giờ là coi như là nếu mà nó đây nè, Crimea nè, Crimea dưới đây nè, dĩ nhiên bây giờ cô chú anh chị nghĩ xem, nếu mà nói mà Ukraine mà chiếm lại vùng Crimea bây giờ thì thấy nó hơi xa vời đúng không? Thấy không? Thấy nó hơi xa vời, nhưng mà đánh từ từ cũng phải tới đây thôi đúng không? Tại vì gói gàng
gấu nghe nó đâu có cửa mà nó có thể dứt khoát, nó có, đâu có cửa mà nó có thể thắng một cách gọi là làm cho Ukraine là coi như buộc phải đàm phán nhượng đất đai hay ký hòa bình như tụi nó đâu đâu có được. Thấy không? Còn Ukraine ta bày tỏ quyết tâm rồi, đánh cho tới khi nào mà tụi Nga trả hết đất, nếu không là đừng có mơ mà tụi nó được ngừng chiến ở đây, mất công lắm. Thấy không? Thật ra chỉ còn kết cục thôi, một bên thắng thôi chưa. À, một là Ukraine thắng, hai là gấu Nga nó chiếm được phần đất này. À, đơn giản à. Quay trở lại tiếp tục. À, mà chưa kể là gì, cái quan trọng nó là gì? À, quan trọng nó là gì? Gấu Nga như cô chú anh chị cũng biết rồi đó. Nó đâu có cái bài gì mà nó hơn Ukraine nữa. Ngoại trừ cái bài bom nguyên tử. Mà bom nguyên tử tụi Nga nó hăm cả trăm lần, nó hăm dọa cả trăm lần rồi chứ đâu phải là bình thường. Nào là tiêu diệt NATO trong nửa tiếng, nào tên lửa Nga sẽ tới Mỹ trong nửa tiếng, rồi nào là Nga sẽ dùng biện pháp trả đũa mạnh, rồi nào là đừng có chọc giỡn với Nga nữa chứ, rồi nào là tùm lum hết, tưởng gì nó hăm cả trăm lần rồi. Đấy, tiếp tục cô chú anh chị quý vị, tiếp tục video này hấp dẫn nè, biết dư giống gì đây, coi chừng có âm nhạc nha, âm nhạc ha, có âm nhạc thôi nha. À. Đây, cái lực lượng của Nga đây. Tụi Nga nó hành quân nó bị Ukraine ta pháo kích nè, coi chứ gì quý vị thấy không? Thông cảm nha. Ôi cái gì mà đời thấy chói quá vậy, âm sắc đi nha. Ôi giờ bởi vậy đó nghe cô chú anh chị quý vị thông cảm đó. Nó bị chá anh đèn. Thôi kệ, coi góc độ 30, coi góc 30 độ đỡ gì mình. Không, cô chú vậy thấy cái vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine không? Lực lượng Nga nó bị pháo kích coi như là ngay hết, không tụi Nga nó bỏ chạy nè. Đây nè, trời ơi coi nè, kết quả coi là tụi Nga nó đến nó nằm cái nè, trời ơi nó banh đó. Cô chú anh chị để hiểu gì sao mà chỉ trong vòng có 4 tháng thôi. 4 tháng thôi. Nga nó bị thiệt hại tới 70 mấy ngàn quân, công nhận một số đẹp. Coi nè, trời cho tôi nói thấy bà tôi nói hết. Không có cần phải tội nghiệp gì cái đám là lựu đạn phát xít Nga này hết á. À, cây cha tôi nói. À, ai biểu tôi nó là phát xít, đúng không? Ai kiểu tụi nó là coi như là xâm lược nước Ukraine làm gì? À, nước tụi nó, nước Nga tụi nó ở đó đi. Trời ơi, cô chú vậy, wow, nước Mỹ vừa viện trợ cho Ukraine thêm 2 tỷ 600 triệu đô la nữa. Trời ơi, thôi rồi lượm Nga ơi. Làm cái thumbnail coi. Ý. Làm phải vậy nè. Ý. À, cái kiểu này là coi như là fan fan của Nga không được vui với gì quý vị. Fan của Nga chắc không thích điều này, để coi. 2 tỷ 600 triệu vũ khí mà Nga viện trợ cho Mỹ, viện trợ cho Ukraine là gì đây? Là gồm đạn tên lửa cho tên lửa cơ động cao HIMARS, đạn cho lực lượng pháo binh 155 ly, đạn 122 ly, đạn 120 ly chứ, đạn 25 ly, rồi tên lửa chống tăng. Ha. Rồi radar coi như cả cảnh báo sớm ha, radar phòng thủ, radar tác chiến, radar đối kháng, tên lửa pháo phản lực. Vũ khí chống tăng. Không? 200.000 viên đạn, không? Và 11 xe tác chiến kỹ thuật, không? 61 xe nhiên liệu. Gì đây? Thấy không? Đạn chống chống giáp. Trời ơi đó nghe. 3.000 coi như gì đây? Trời ơi, 23 triệu viên đạn. Ồ chứ này là bắn tôi Nga mà đã luôn. 23 triệu viên đạn, cô chú chị quý vị, 23 triệu viên đạn. Trời cái này là tụi Nga nó ăn đạn Mỹ là đã no luôn, ăn nó luôn, ăn mà không có kịp đường mà nhả luôn á. Nga chứ này là thấy thấy bà tụi nó hết rồi ha. Cái đám lựu đạn đó, chuyện này là cho tụi nó ăn cho hết. Ai đây nè cô chú anh chị, thấy nè hình ảnh một chiếc xe tăng của Nga đang di chuyển này, thấy không, đang di chuyển là bị trúng tên lửa nè Nga. Bùm, cô chú anh chị thấy nó đẹp chưa, hình ảnh đẹp chưa, gặp tên lửa Mỹ, xe tăng của Nga mà gặp tên lửa Mỹ có kết cục đơn giản dữ lắm. Vậy mà nó mở miệng ra lúc nào vũ khí Nga cũng là siêu cấp vô địch, vũ khí Nga siêu mạnh ha. Rồi vũ khí Nga đồ này kia nữa, rồi chưa kể nó là thông tin nóng nữa cô chú anh chị quý vị, thông tin nóng nữa là Phần Lan là coi như vừa gia nhập NATO,
Phần Lan là coi như là gia nhập NATO rồi, trời ơi đó nghe, thôi rồi lượm nghe ơi. Thì cô chú anh chị quý vị cũng biết rồi đó. Đây nè. Ôi sao, máy của mình sắp hết pin rồi, thôi để mai mốt mình làm cái video đó, bây giờ với máy mình nó cạn pin luôn rồi. Thôi. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị quý vị nha, chúng ta bữa nay cập nhật bao nhiêu đó về chiến sự Ukraine. See you next time. Bye bye.